Chào quý bạn và các vị. Năm nay thực sự là một năm hết sức ấn tượng khi mà chúng ta lần đầu tiên chào đón sự xuất hiện của những chiếc smartphone đến từ thị trường Trung Quốc. Hai năm về trước là một trào lưu xu hướng dành cho điện thoại Hàn, năm ngoái là dành cho điện thoại Nhật và năm nay là điện thoại Trung Quốc, và chúng ta đã không còn coi thường những sản phẩm đến từ xứ sở sương mù, đến từ xứ sở bên cạnh. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn tổng hợp lại năm chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc được yêu thích nhất trong năm 2015 vừa qua. Dựa trên doanh số bán mình tổng hợp được tại từ các đại lý bán lẻ kẹo cao su rồi cũng như là bán ba con sói các thứ. Nằm ở danh sách đầu tiên chính là chiếc Xiaomi Mi 4. Vâng, Mi 4 là mở đầu cho trào lưu hàng Trung Quốc bán cực kỳ là tốt. Sau cơn sốt của Samsung Galaxy Z, tiếp theo là Xperia Z3 hàng Nhật, với Xiaomi Mi 4 nó chiếm được lòng của người tiêu dùng nhờ có một cấu hình cực kỳ tốt, 3GB chip 801, thiết kế đẹp sang trọng cao cấp. Nói chung Mi 4 là một con máy rất đáng mua. Hồi đầu về Việt Nam lúc đó mình vẫn đang còn làm ở cửa hàng bán lẻ, với 12 triệu đồng thì bán lỗ banh đít, sau đó xuống 8 triệu cũng không có ai mua, xuống 5 ở 6 triệu lập tức người ta đổ xô đi mua, và hiện tại Mi 4 vẫn đang là sự lựa chọn tốt. Đứng ở danh sách thứ hai đó chính là chiếc Redmi Note 2. Redmi Note 2 sau khi ra mắt cũng lại được người ta đón chờ rất nhiều. Hàng về Việt Nam những con đầu tiên mình mượn chỉ trong ít ngày lập tức đã bán hết sạch. Và sản phẩm này được yêu thích bởi nó có nhiều màu sắc, có thể bóc lên nắp lưng, có điều khiển từ xa ở trên đỉnh máy này, rồi chúng ta có một thiết kế và màn hình rất là lớn, thoải mái cho việc xem phim, chơi game. Và kế nhiệm ngay sau Redmi Note 2 chính là chiếc Redmi Note 3. Redmi Note 3 được người ta yêu thích nhờ có cảm biến vân tay, thiết kế làm từ kim loại và duy trì được những gì nhà sản xuất Xiaomi vẫn làm ngon, đó là có cấu hình hợp lý và mức giá cực kỳ là tốt. Nhờ vậy Redmi Note 3 hiện tại cũng đang là con được săn đón nhiều trên thị trường. Và đứng ở vị trí tiếp theo chính là LED TV X600. Chiếc máy này thì hồi đầu mình cũng đã có từ hồi hè thì phải, nhưng lúc đó giá còn cao không ai để ý. Nhưng LED TV X600 gần đây đã tạo nên được sự yêu thích của nhiều người tiêu dùng, với một màn hình lớn, cấu hình thậm chí còn nói là nhỉnh hơn của Xiaomi, và mức giá của nó thì cũng xem nhau. Cái chiếc LED TV X600 được mình đánh giá cũng khá cao, tuy nhiên điểm yếu một chút là về khả năng hiển thị ngoài trời cũng như là camera chưa tốt. Ở vị trí tiếp theo sẽ thuộc về chiếc Meizu M2 Note. M2 Note là một sản phẩm rất đáng quan tâm, và song song cùng với Meizu M2, hai con này sẽ chiếm ở vị trí cuối cùng. Đặc biệt các sản phẩm của Meizu đem lại cái trải nghiệm mượt mà, Flyme OS giao diện phẳng cực kỳ nổi bật. Và đó là tổng hợp những cái chiếc điện thoại Trung Quốc được yêu thích nhất trong năm 2015 vừa qua dựa trên cái thông tin của cá nhân mình. Vậy thì theo các bạn, năm vừa rồi các bạn đã mua một sản phẩm nào của Trung Quốc chưa? Và các bạn đánh giá sao? Mời comment chia sẻ bên dưới. Và hy vọng sau năm sau chúng ta sẽ có thêm nhiều điện thoại nữa thật ngon mà giá rẻ để cho các bạn thêm nhiều sự lựa chọn. Và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.